Kênh Lê Nguyễn Hoa Kiển mến chào bà con và các bạn đã xem kênh. Thì hôm nay quay trở lại nhà vườn chi tiết vườn cho lưu khoai hoa giấy Mỹ nha bà con. Dáng cây rất là đẹp, giá thì mềm, ưu đãi với bà con luôn nha. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn ạ. Chào chị. Rồi mến chào Liên và chào tất cả anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho mình những clip vừa qua. Mong anh em thương mà tiếp tục ủng hộ cho mình cái lô mini này mới về ạ. Không làm mất thời gian của anh em, mấy cây đầu lai cây này mình giao lưu với giá là 280, mình báo giá lên đây là đã bao sóng bao ship từng cây hết rồi cả nhà mình ơi. Cây này hoành của nó là 26 nha. Giá báo là đã bao sóng bao ship rồi. Cái nhà mình có thấy mình đó thì chốt một cây ủng hộ cái nhà ơi, cao của nó là 73. Đáy sổ của nó là 41, cây này 280 cho cây mã số 1 đầu lai cả nhà ơi. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 2 ạ. Cây chi cành xè đều đó. Cây mã số 2 này 300 bao ship luôn ạ. Cây này thì hoành của nó là 29 ạ. Cao của nó là 70. Đáy sổ của nó là 42. 300 ạ, cho cái mã số 2 ạ. Tiếp theo mình lên cái mã số 3. Cây này 130 cả nhà mình ơi. Nay mình về cái lô mini cả nhà mình, có ai mà hợp mini thì chốt ủng hộ nha. Cây này hoành của nó là 27. Cao của nó là 56, đáy sổ của nó là 35. 130 nha. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 4. Cây mã số 4 là 140 cả nhà mình ơi. Cái cây này mình không có đo cổ được luôn á cây. Cái hoành của nó là 20. Cao của nó là 52, đáy sổ của nó là 37. Cây mini quái. 140 bonsai. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 3. Ủa? Số 5. Số 5 chứ. Cái mã số 5 này hoành của nó là 25. 160 cho cây này ạ. Cao của nó là 60. Đáy sổ của nó là 37 ạ. Tiếp theo là cái mã số 6 ạ. Mô Phật. 160 cho cái mã số 6 luôn ạ. Cái hoành của nó là 28. Cao của nó là 58. Đáy sổ của nó là 37 ạ. Tiếp theo mình lên cái mã số 7 ạ. Cái mã số 7 này 150 cả nhà ơi. Cái hoành của nó là 30. Cao của nó là 65. Đáy sổ của nó là 38 ạ. Tiếp theo mình lên cái mã số 8 ạ. 150 cho cái mã số 8 luôn ạ. Cái hoành của nó là 23. Cao của nó là 68, đáy sổ của nó là 38 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 9 ạ. 150 cho cái mã số 9 ạ. Cái hoành của nó là 23. Cao là 56, đáy sổ là 36 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 10. 140 cho cái mã số 10 luôn ạ. Giá báo lên là đã bao sóng bao ship hết rồi cả nhà ơi. Hoành của nó là 20, cao của nó là 70, đáy sổ của nó là 38 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 11 ạ. 160 cho cái mã 11 ạ. Cái hoành của nó là 23. Cao là 58, đáy sổ là 38 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 12. 160 cho cái mã 12 luôn ạ. Cái hoành của nó là 26. Cao là 57. Đáy sổ là 39 ạ. Tiếp theo mình lên cái mã 13. Con này 200 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 19 ạ. Cao là 58, đáy sổ là 40. Tiếp theo là cái mã 14. 120 cho cái mã 14 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 23. Cao 53, đáy sổ là 35. Tiếp theo là cái mã 15 ạ. 140 cho cái mã 15 ạ.
hoành vị trí này là 20, cao là 64, đứa sổ là 37 ạ. Tiếp theo là cái mã 16 ạ, 130 cho cái mã 16 ạ. Cái hoành của nó là 27, cao là 56, đứa sổ là 36 ạ. Tiếp theo là cái mã 17, 130 cho cái mã 17 ạ. Cái hoành của nó là 26, cao là 56, đứa sổ là 38 ạ. Tiếp theo là cái mã 18 ạ, 140 cho cái mã 18 ạ. Cái hoành của nó là 23, cao của nó là 56, đứa sổ của nó là 37. Tiếp theo là cái mã 19 ạ, 140 cho cái mã 19 ạ. Cái hoành của nó là 21, cao của nó là 52, đứa sổ của nó là 38. Tiếp theo là cái mã 20, một trăm sáu cho cái mã 20, hoành của nó là 25, cao của nó là 58, đứa sổ của nó là 40. Tiếp theo là cái mã 21, 150 cho cái mã 21. Cái hoành của nó là 26, cao của nó là 63, đứa sổ của nó là 43. Tiếp theo là cái mã 22, 170 cho cái mã 22. Cái hoành của nó 25, cao của nó là 59, đứa sổ của nó là 43. Tiếp theo là cái mã 23, 150 cho cái mã 23. Cái hoành của nó là 24, cao của nó là 63, đế sổ của nó là 38. Tiếp theo mã 24. Tiếp theo là cái mã 24. Cây mã 24 này 130. Cái hoành của nó là 19 ạ. Cao là 57, đế sổ là 37. Tiếp theo là cái mã 25, 130 cho cái mã 25. Cái hoành của nó là 20, cao là 58, đế sổ là 37. Cái mã bờ gào 180, cả nhà mình ơi, cây dán đổ luôn nha. Cây dán đổ, có mã số là tên bờ gào. Rồi tiếp theo là cái mã 26, 130. Cây này có ai trồng đổ trồng nằm gì thì cái cây này được. Hoành của nó là 21, cao là 54, cái sổ là 42, 130 cho em này luôn. Rồi tiếp theo là cái mã 28, hôm nay mình bán thanh lý luôn nha cả nhà mình, 130 cho cái mã 28 luôn. Cái hoành của nó vị trí này là 25, cao là 63, cái sổ là 38. Cái em một ghế này về mình trồng đổ được nè cả nha. Cây này cũng chỉ 130, 130 cho em một ghế nha. Cái dáng nó là dáng đổ đó. Cái hoành của nó là 20, cao 54, đế sổ là 37. Cây nhỏ khá là có duyên luôn cả nhà mình ơi, 100 cho em này luôn nha. Giá bao ship luôn, bao ship từng cây luôn nha cả nhà mình. Hoành của nó là 16, cao là 49, đế sổ là 35. Rồi tiếp theo là cái mã 30, 150 cho cái mã 30 luôn. Cái này cái hoành của nó vị trí này là 29, cao là 58, đế sổ của nó là 37. Tiếp theo là cây một cốt luôn, cây này 150 luôn cả nhà mình, cây rất là đẹp luôn nha. Cái này mình làm được 3 tặng cả nhà mình ơi, 150 cho em này thôi. Cây này hoành của nó là 19, cao của nó là 1m18, đế sổ của nó là 38 ạ. Cây này về mình trồng đổ được nha cả nhà ơi, 180 cho em này nha.
vành của nó là 27, cao của nó là 59, cái sổ của nó là 36, tiếp theo là cái mã 33, 120 cho cái mã 33 luôn. Vành của nó là 24, cao của nó là 52, đế sổ là 34. Tiếp theo là cái mã 34, 108 cho cái mã 34 luôn ạ. Cái vành của nó là 26, cao của nó là 56, đế sổ là 38. Tiếp theo là cái mã 35, 100 cho cái mã 35 luôn. Cái vành của nó là 20, cao là 56, đế sổ là 36. Rồi. Tiếp theo là cái mã 36, 130 cho cái mã 36. Cái vành của nó là 24, cao của nó là 56, đế sổ là 38. Rồi tiếp theo là cái mã 37, cây này 108 cả nhà mình ơi, cây dáng rất là đẹp luôn nha, 108 cho em này. Cái hoành cổ của nó vị trí này là 25, tổng cao của nó là 87, đế sổ của nó là 41, 108 luôn ạ. Tiếp theo mình lên cái mã 38, 150 cho em này luôn. Cái hoành của nó là 23, cao là 65, đế sổ là 40. Tiếp theo là cái mã 39, một trăm bốn cho cái mã 39, cái hoành của nó là 20, cao là 60, đế sổ là 34. Rồi tiếp theo cái mã 40, 150 cho cái mã 40 luôn nha. Cái con này dáng nó cũng hơi quái nữa cả nhà mình. Cái hoành của nó là 25, cao là 56, đế sổ là 38. Tiếp theo là cái mã 41, 130 cho cái mã 41. Hoành của nó là 26, cao là 62, đế sổ là 37. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 42, 150 cho cái mã 42. Cái hoành của nó là 22, cao của nó là 56, đế sổ của nó là 38. Tiếp theo lên mã 43, 160 cho cái mã 43 luôn. Cây này hoành của nó là 25, cao là 54, đế sổ của nó là 36. Rồi để nó đi. Tiếp theo là cái mã 44, 150 cho cái mã 44 luôn. Cái hoành của nó là 27, cao của nó là 57, đế sổ của nó là 34. Tiếp theo là cái mã 49, cái con này nó hơi quái gì cả nhà mình ơi. Con này 150 nha. Cái hoành của nó là 21, cao của nó là 58, đế sổ của nó là 43. Rồi tiếp theo là cái mã, cái đó 49 rồi phải không? 39, 45 tới 46. Mã 46. Cái này lọn chọn gì? Cái này 140 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 24, cao 57, đế sổ là 40. Rồi tiếp theo mình lên cặp cả nhà mình ơi. Mình lên combo luôn nha. Cặp này 108 luôn cả nhà mình, bao sóng, bao ship, bao hết cả nhà mình ơi, 108 luôn nha cho cái mã 51. 47. Bao nhiêu? 47 rồi hả? Trời ơi sao. Mã 47 cả nhà mình ơi. Cái bữa nay lọn chọn nghe nè. 108 luôn cho cái mã 48. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 49, 108 luôn cả nhà mình ơi.
cuối cùng là mình lên cái mã cuối luôn cả nhà mình. Đây mười cây rất là có duyên luôn nha cả nhà mình ơi. Mười cây này là 800k, bao sống bao ship bao hết luôn nha cả nhà mình. 4 5 6 7 nè, 8 9 10 cây 800 bao ship luôn. Rồi, mến chào Liên và chào tất cả anh em, mong anh em thương và tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn mình ạ. Thật lòng cảm ơn ạ. Rồi, em cảm ơn nhà vườn Chị Thúy Phượng nha. Mến chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật vui vẻ ạ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp nha.